Let's go. Hai trăm năm mươi, wow, mua luôn. Một chiếc xe khá là đẹp. Ok, đùa thôi. Ok, tiếp tục nào. Ồ, cái này các bạn bắt phải mua xe này rồi. Wow. Rồi ok, mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. CR Rushing Eye. Let's go. Xe của mình là mắc rách đấy, xấu xa. We'll be right back.
Ok. Xe là các bạn hơi đều. Wow, rất là nhiều tiền. Tiếp tục là cuộc đua buổi tối. Cái này chắc là đua đêm rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Ok, tiếp tục là oh man, oh my gosh. Và bây giờ không có chỗ để mình lách được. Làm ra chết oan. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ tư. Taxi Sim 2020. Let's go. Ở tựa game này các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng taxi và sẽ phải đi chở khách. Các bạn có thể chọn một map nào đó. Ok, đi thôi. How are you doing? Ok, let's go. I hope I can make it on time. Watch out!
know any shortcuts? Đèn đỏ các bạn dừng lại, tránh tắt lại. Ok, let's go. Rock Radio 89.2. Now for a classic driving tune for all you motorheads out there. Keep the pedal to the metal. Các bạn mà vượt thì các bạn có thể mất tiền, bị trừ tiền. Rồi, những quả đường vắng này thì mình sẽ phóng ngay. Đây rồi, anh ta đậu đây. Let's go. Rồi mình sẽ đỗ một chỗ. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Review Racing. Let's go. Wow, nhưng một xe gì đây? Một chiếc xe khá là đẹp. Let's go. Tiếp tục là press 800 press. Let's go. Cứ vượt qua cái người các bạn đua thì các bạn sẽ thành công. Rồi, bắt đầu đến 750 đi. Let's go, update. Cái này bắt buộc phải update thôi. Để cho thêm đi. Cho phải thêm. Press. Let's go. Vẫn phải update nữa chứ. Star. Ok. Đỡ được chưa? Được rồi. Nghìn sáu xem nào. Nghìn sáu không biết mình có đùa được không. Thử xem. Thử xem.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 6, A Fast Life, let's go. Rồi, lần này thì không biết là mình solo với ai đây. Đang tìm người solo rồi. Từ lần này thì các bạn có thể chơi rất là nhiều, sau đó các bạn nâng cấp cho xe của mình thật là ngon lên, rồi bắt đầu đi solo với những xe khác. Let's go, let's go. Không biết có tìm được ở đây. Rất là đông. Tất cả là 18 xe. Thì đi rất là nhanh, không biết có đổi kịp được không. Chọn khéo mình xếp vào top 4 rồi. Ok, let's go. Oh my god, top 1 á. Top 4 chứ. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game các bạn có thể đỗ xe. Cũng rất là hay và hot. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi đỗ xe, let's go. Đây, chỉ cần các bạn chạm vào đâu thôi là các bạn làm được trở lại. Rồi ok, like tiếp tục là let's go. Oh my god, không được rồi. Lại.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Boost Sim. Đây là các bạn tự game này, các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng tài xế đi lái xe buýt. Sau đó thì sẽ đi nhận người, đi chở khách. Ok. Boost Simulator. Start game. Let's go. Rồi và mình sẽ ấn vào đây. Tiếp tục sau đó thì mình sẽ ấn vào Skip Play. Let's go. Yeah. 9,2k. Start game. Rồi và các bạn sẽ phải vào trong bến. Lúc đó thì các bạn sẽ phải đi đợi khách. Khi đợi khách đủ thì các bạn sẽ chở khách đi về quê. À, bến mình đỗ ở kia rồi. Bắt đầu khởi động. Trời đang mưa. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Rồi, chở khách vào thôi. Let's get started. Drive safe. Có thể dùng camera cho sát vào. Oh my god, thì chàng này có vẻ rất thích không nhìn thấy người ta gọi là đi đường này. Lái sát phải rất khó nhìn các bạn, không nhìn được tổng thể luôn. Khi đèn đỏ các bạn phải dừng lại, nếu không thì các bạn sẽ bị phạt tiền. Chết rồi, bị phạt tiền rồi. Oh my god, con phóng luôn. Khi các bạn dừng không kịp lúc, các bạn sẽ bị phạt tiền. Và cách chơi của tựa game này cũng rất đơn giản và hay. Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.